Nguyễn Quốc Huy, trăm năm hạnh phúc của bạn trẻ, cô dâu Thu Kiều, sánh diện cùng chú rể Quốc Huy chính thức được bắt đầu.
dâu Thu Kiều cùng lên sân khấu tình yêu để ra mắt toàn thể quý vị. Xin mời toàn thể hồi hôn dành cho cô dâu chú rể chúng ta một tràng vỗ tay thật lớn nào toàn thể quý vị ơi. Vâng ạ, hãy ban một tràng vỗ tay thật lớn nào toàn thể quý vị ơi. Cảm ơn rất nhiều. Trên sân khấu lúc này, đôi bạn trẻ đẹp nhất, rạng ngời nhất, hạnh phúc nhất ngày hôm nay, nhưng không thể thiếu được sự hiện diện của hai bên gia đình. Vâng, họ là những người cha, người mẹ sinh ra cô dâu chú rể. Đầu tiên, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đại diện bên gia đình nhà gái, xin trân trọng kính mời bố Quảng Văn Bùa, mẹ Lò Thị Ánh là song thân phụ mẫu của cô dâu Thu Kiều cùng lên sân khấu. Xin mời toàn đầu hôn dành cho gia đình nhà gái ta một tràng vỗ tay lớn nào toàn thể quý vị ơi. Đại diện bên gia đình nhà trai đó là cậu mợ của chú rể. Vâng ạ, xin trân trọng kính mời cậu là Văn Thoại, dì Lèo Thị Tiết. Vâng ạ, cùng lên sân khấu tình yêu để ra mắt toàn thể quý vị. Một tràng vỗ tay cho gia đình nhà trai nào toàn thể quý vị ơi. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, trên khấu lúc này những nhân vật chủ chốt nhất, quan trọng nhất trong buổi trường ngày hôm nay cùng con dâu chú rể để ra mắt toàn thể quý vị trên khấu lúc này. Vâng ạ, thay lời tri ân cũng như lời cảm ơn đến toàn thể quý vị cũng như lời muốn nói hai bên gia đình cùng con dâu chú rể, ban tổ chức xin trân trọng kính mời con dâu chú rể cùng hai bên gia đình nhà trai nhà gái cúi chào toàn thể quý vị một cái cúi thật sâu đi ạ. Khỏi sao phép bò mè tên cầu tên xin sân bón tà na heo qua phải học chờ nàng chầu lung chầu tà mắt cụp mắt cù mắt xuống mắt phành tành hơn là rào ơn to bồn bút ngà bùn tà lướm lướm chè bè cùm trắng xinh viên hình nà sân bón đủ làn hâu phò mè ải êm liềng sùng trùng nhớ nhớ hôm bùn bốc lan nhớ hôm bàn bốc lửa nhưng trắng duyệt biển xào trai chẳng sao biển báo xào phòng tờ cô ế bàn sai trai đất nửa cô ế bàn nằm thấp bảo bất trừ hỏng hạc đôm chờ bất trừ hỏng pháo đông banh bất trừ chừa mắt lai xài mắt hỏi cờ bà mới lù làn hâu trắng bò cằn đằng bìa mương sườn cằn đằng bìa bàn tàn nhẹ cuồng trương bùn hôm đèn nén hôm hồng con men hỏng men thèo con men neo chằm chằn nhương ổ nhương chọc tà nhương trà nhương khẩu bốc và còn nhàn bốc cột cuồng tòng và còn nhàn bốc hỏng lá chờ trai còn to xuống ải ải gò chờ anh nhưng còn to xuống em cặp mồn phanh ngằng mỡ mê đi mờ đi bên tràn mờ sàn bên chắp nhưng trắng sạt đèn giữa hà trai trắng sạt đèn va xú ở trắng phiền lắm phù hồ mía biển đổi săn đổi thú biển cù săn cù kim của bà mỡ mê đi tăng cú già tả nai kiểu mơ hà lầy diệt văn cầu hộp muồn cáo mơi ải nòng pò mè du lại na lung tà du lại bàn các phủ bàn cỏ du lại vườn cái lầy mơi ma khỏi đây tăng nà song phái cú già tà nai chú khảo bò mè chú côn và khảo khăn màn dương dệt kiền phát tay mà khừng ở ó bần đi bì mỡ xiềng săn bằng sở săn ngọt để đưa bò mè tên cầu tên xí về nơ. Kính thưa toàn thể quý vị, cái khát khao lớn nhất trong cuộc đời của mỗi con người là lấy được người mình yêu về làm vợ làm chồng. Thì hôm nay tiếp đã có chàng, có anh có chị, có cả họ hàng đôi bên, hai tay bưng lấy cây trầu, trước là mời cha mẹ, sau là mời bàn bầu cô bác gần xa. Đẹp lòng nàng thỏa ý ta, bao công xây đắp thắm hoa chờ ngày, khăn hồng với cánh chim bay, tương lai chung cánh giữa bầu trời xanh. Em còn son, anh cũng còn son, hai ta ước nguyện về làm con một nhà. Anh về thưa với mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình. Em về thưa với gia đình đồng ý cho mình lấy ta. Giờ đây ta đã có nhau, chầu long cao phượng thắm màu thủy chung. Và tình yêu của đôi bạn trẻ Thu Kiều, Quốc Huy đã đạt đến đỉnh cao, đó là hạnh phúc giữa đôi. Và ngày hôm nay là ngày mùng 5 tháng 1 năm 2022, tức là ngày mùng 3 tháng 12 năm Tân Sửu, là ngày lành tháng tốt, được sự nhất trí của hai bên gia đình cũng như sự công nhận của chính quyền địa phương cho phép, hai bên gia đình đã long trọng tổ chức lễ vô quy trăm năm hạnh phúc từ bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Với sự diện của toàn thể quý vị có mặt tại hôn trường cưới còn nhà gái ngày hôm nay, cho phép ban tổ chức cũng như MC Hải Na tuyên bố một câu rằng lễ vô quy trăm năm hạnh phúc của bạn trẻ cô dâu Thu Kiều sánh diện cùng chú rể Quốc Huy chính thức được bắt đầu.
quý vị, chúng ta cùng chúc cho cô dâu chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Chúc cho hai gia đình từ nay đã có rể Thảo và dâu Hiền. Xin mời toàn thể hội hôn hãy dành cho cô dâu chú rể cũng như hai bên gia đình một tràng vỗ tay thật lớn lên nào toàn thể quý vị ơi, thật to lên nào. Cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều và kính thưa toàn thể quý vị, ngày vui hạnh phúc trăm năm của đôi bạn trẻ Thu Kiều Quốc Huy. Gia đình vừa là bố mẹ cũng như các ông bà, các chú tím cũng như các anh chị, các cậu cũng có những món quà để trao tặng cho cô dâu chú rể. Trước khi nhận món quà này, xin mời cô dâu chú rể bước đi một bước đi ạ, để nhận những món quà tươi thắm. Đầu tiên, vâng ạ, ban tổ chức xin được trọng kính mời đó là bố mẹ của cô dâu, vâng ạ, lên tặng trao quà cho vâng ạ cô dâu chú rể yêu quý của chúng ta. Xin được trọng kính mời ạ. Thưa toàn thể quý vị, đúng là ngày vui pháo nổ vang trời, mẹ tặng hai đứa một lời vàng son rằng dâu Hiền dì Thảo nghe con có công cha mẹ sớm ôm túi kỳ chút quà nhỏ tấm lòng son, mẹ tặng hai đứa là để nuôi con sau này nhớ sinh một gái một trai nuôi dạy khôn lớn thật tài mẹ vui. Xin mời toàn thể hôn dành cho bố mẹ của cô dâu vâng là một tràng có tay thật lớn lên nào toàn thể quý vị. Xin chào, cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Và tiếp theo ban tổ chức xin được trân trọng kính mời gia đình chú Tím, Xuân Hà và gia đình cậu Nhật Huyền. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời ạ. Gia đình chú Tím Xuân Hà và gia đình cậu Nhật Huyền. Và tiếp theo ban tổ chức xin trân trọng kính mời gia đình anh Thâm Huyền và gia đình anh Hoa Phúc. Vâng ạ, cùng lên sân khấu với những món quà để trao tặng cho cô dâu chú rể. Xin trân trọng kính mời gia đình anh Thâm Huyền và gia đình anh Hoa Phúc. Và cùng lên sân khấu với hai gia đình trên, ban tổ chức xin trân trọng kính mời gia đình ông bà Nam Quang, vâng ạ, Nam Quang, vâng ạ, xin trọng kính mời gia đình Nam Quang, ông bà Nam Quang. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, ngày vui hạnh phúc trăm năm của đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay, phải nói rằng tình cảm vâng ạ bố mẹ cũng như ông bà chú Thím cậu mợ và gia đình các anh hết sức tuyệt vời với những món quà vâng ạ kỷ vật không thể quên được ngày vui hạnh phúc trăm năm của đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn vâng là gia đình chú Thím cũng như gia đình các anh chị bố mẹ và gia đình cậu Nhật Huyền cũng như vâng là gia đình ông bà Nam Khoa của chúng ta. Vâng là toàn thể quý vị quý vị vâng là tặng một tràng vỗ tay cho các gia đình với những món quà thật lớn đó không ạ toàn thể quý vị ơi. Xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều.
Và tiếp theo ban tổ chức xin trân trọng kính mời cô dâu chú rể tiến về bên tháp ly tình yêu để rót rượu xung quanh. Xin trân trọng kính mời ạ. Vâng, xin mời cô dâu chú rể tay trong tay ạ. Vâng, rót chai đầu tiên. Vâng, chai đầy đấy ạ. Vâng, xin mời các nhà nhiếp ảnh gia, nhà quay phim ạ. Hãy nghe khoảnh khắc tuyệt vời nhất của dâu chú rể rót rượu champagne ạ. Mời cô dâu chú rể rót chai thứ hai ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, màu đỏ là màu của tình yêu, mật ngọt với nước bao điều ước ao, sâm panh hương vị ngọt ngào, vợ chồng tay nắm gửi trao câu thề, vừa là bình rượu hương quê, nhấp môi một tí đám mê mượn lòng, vừa là cá rét đầu đông, mỗi khi bút giá cho lòng tái tê, từ nay chung một lối về, rượu hậu quyền đá lời thề sắt son. Vâng ạ, để được như có ngày hôm nay, đó cũng là nhờ ơn dưỡng dục vô bờ bến của các bậc sinh thành. Và để tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ, xin mời cô dâu chú rể nâng ly rượu ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất của đời mình kính lên cha lên mẹ. Chú rể cầm hai ly mời lên bố mẹ vợ, cô dâu cầm hai ly mời bên gia đình nhà chồng. Xin trân trọng kính mời ạ. Xin mời cô dâu chú rể, vâng ạ, cùng bước lên ở giữa sân khấu đi ạ. Xin mời trở lại sân khấu. Vâng ạ, ở giữa đi ạ, lên bước lên một bước đi ạ. Rồi bằng nhau. Vâng ạ, xin mời cô dâu chú rể chúng ta sẽ uống rượu ra vui. Vâng ạ, ngày vui hạnh phúc trăm năm để đến mốc sự kiện đoàn đại. Thì xin mời cô dâu chú rể quay mặt vào nhau đi ạ, để khoác tay nhau uống chén rượu hồng trăm năm hạnh phúc. Xin mời nhà nhiếp ảnh gia hãy ghi lại khoảnh khắc này đi ạ. Xin mời toàn thể hội hôn dành cho cô dâu chú rể một tràng pháo tay lớn nào toàn thể quý vị ơi. Vâng, xin chào quý vị, quý vị thích nhau. Vâng, bây giờ xin mời cô dâu chú rể chúng ta lùi xuống ạ, lùi xuống. Và xin mời hai bên gia đình chúng ta đứng hình vòng cung đi ạ. Vâng, đứng lên hình vòng cung ạ. Và trước khi cô dâu chú rể, vâng, chúng ta tạm ly rượu trăm năm hạnh phúc thì ban tổ chức tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể hội hôn ạ. Chúng ta cùng rót rượu thật đầy đi ạ, toàn thể quý vị ơi. Và sẵn sàng đi ạ, bên tay trái và bên tay phải của Hải Nga. Quý vị ơi đã sẵn sàng chưa? 2, 3, 2, 3, 2, 3, con 2, 3, chúc mừng hạnh phúc, ẩu hạnh nữa bà mẹ tên cầu tinh xím đô. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, thay mặt cho hai gia đình và rất lời cho cô dâu chú rể, xin được chào cảm ơn toàn thể quý vị đã dành thời gian vàng ngọc của mình về tham dự buổi lễ vô quê trăm năm hạnh phúc của đoàn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúc quý vị thật vui tươi và ngon miệng. Xin trân trọng cảm ơn. Và sau đây xin mời vào ngày hai bên gia đình chúng ta trở về từ mặt tiệc để cảm ơn những người bạn người thân cùng về chung vui. Xin trân trọng kính mời ạ.